Rồi, xin chào tất cả các bạn đang quay lại kênh YouTube của mình. Thì ở video lần này thì mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các anh em và giới thiệu cho tất cả các anh em về cái cơ chế hoạt động của cái bộ chuyển tầng nhanh chậm ở xe đầu kéo DU. Và cái hộp số này nó tương tự giống như của xe Hyundai, cho nên là các anh em mình hãy xem video này và chúng ta có thể phát triển lên cho cái dòng xe tải Hyundai của chúng ta ha. Thì đây là cái hộp số C14F10 gắn trên dòng xe đầu kéo DU. Thì đây là cái bộ hộp số phụ ha. Số phụ là từ ngon này tới ngon này, còn hộp số chính là từ ngon này tới phía sau này ha. Đây là phía trước ha. Đấy. Rồi. Hộp số này thì mình cũng đã làm về cái cấu tạo và nguyên lý hoạt động và cũng có nói về sơ bộ thông số kỹ thuật của cái hộp số này rồi. Anh em hãy đón xem cái video đó ha. Còn video lần này thì mình chỉ hướng dẫn cho tất cả các anh em về cái cơ chế hoạt động của nó. Thì cơ chế hoạt động của cái bộ chuyển tầng nhanh chậm thì nó cũng rất là quan trọng, tại vì nó cũng rất là nhiều bệnh liên quan tới cái bộ chuyển tầng nhanh chậm này ha. Thì ví dụ như đây mình cung cấp vô hơi vào thì các anh em cho các anh em mình xem ha. Vô đây chúng ta cấp vào. Các anh em mình thấy nó thu về không ạ? Đấy. Đó. Thấy chưa? Đấy. 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 Thì cái cơ chế hoạt động nó như vậy, nhưng mà cái bộ phận nào để điều khiển cái vấn đề đó thì bây giờ mình sẽ thực hiện cái video đó cho các anh em mình xem ha. Thì đây là một cái xe mình đang sửa chữa. Đây cũng là xe DU ha. Thì đây, để thực hiện được cái công việc mà chuyển tầng nhanh chậm thì nó cũng có những cái bộ phận liên quan. Đây là cái tay cầm số của xe DU này, đấy ha. Đấy, còn tay này là cái bẩn cầu chì, hộp cầu chì nó nằm trong này ha. Đấy. Thì mình bật lên cho các anh em mình xem. Bật chìa khóa lên. Rồi. Bây giờ chúng ta muốn chuyển tầng được thì nó phải có công tắc ha. Đây là cái bộ phận công tắc chuyển tầng ha. Còn dưới này, dưới chân ly hợp của chúng ta nó sẽ cũng có một công tắc trung gian nữa. Đó. Khi chúng ta đọp muốn chuyển tầng thì chúng ta phải đọp chân ly hợp ha, và chúng ta bật công tắc này này. Đấy. Chúng ta mỗi lần chúng ta bật thì nó sẽ chuyển. Đấy. Đấy, các anh em mình thấy không? Đấy, mỗi lần mình các anh em mình thấy chữ slip nó ấy không? Đấy. Đối với cái dòng xe hiện tại Hyundai thì nó sẽ hiện lên cái chữ cái hình ảnh con rùa hoặc là con thỏ, nhưng đối với dòng xe này thì nó chỉ hiện lên cái chữ slip. Đấy, slip. Đấy. À, đấy, cơ chế hoạt động nó là như vậy. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu cho tất cả các anh em mình những cái bộ phận nào ở dưới ha. Thì ở trên cabin thì nó chỉ có cần số và cái công tắc này. Cầu chì nó nằm trong hộp này, nó là cầu chì số 13 ha. Và cái chân công tắc của nó thì nó nằm ở trong bộ phận này. Bộ phận trong này ha. Đấy, trong này nó có một cái công tắc. Nếu chúng ta đọp chân ly hợp này xuống thì nó sẽ đóng công tắc đó, nó cho điện đi xuống ha. Điện đi xuống rồi thì sẽ lên cái tay cần số, và cần số chúng ta nó sẽ đi vào cái solenoid. Thì đây này là cái solenoid các anh em. Bộ phận liên quan mà để nó mở được cái hơi để nó xuống chuyển tầng được á, là nó nhờ vào cái von bên dưới. Thì cái vùng này nó có ba cái von luôn ha. Bên này một cục này, bên này một cục, và bên phía sau của cục này nó sẽ là một cục nữa. Thì cái bộ phận mà để chuyển đổi á, nó ở đây này có đây đấy ha. Đây thì những cái vật tư này thì mình cũng có bán này, các anh em cần thì hãy liên hệ với mình ha, 0389898100, mình sẽ báo giá cho tất cả các anh em. Thì khi mà chúng ta cung cấp điện xuống như cái von này đó, thì nó sẽ mở hơi, và mở hơi á thì nó sẽ đi đến cái vân này, hai cái đường ống này, đây hai đường ống chuyển tầng này, thì nó sẽ làm cái piston chuyển tầng nhanh chậm chúng ta nó hoạt động ha. Đó, về cái cơ chế này như vậy thì trong này nó có ba cái vân. Thì cái vân này đầu tiên này thì nó là cái vân couple ha, khóa couple á, khóa phanh khí xả là cái vân này điều khiển. Còn vân phía sau này, đây nó vân phía sau nó nằm trong này này các anh đấy. Thì nó là cái vân chuyển tầng nhanh, bên này là vân chuyển tầng chậm ha. Đó thì cái vân này nó cũng rất là quan trọng khi mà chúng ta sửa chữa nó ha. Còn nó lấy nguồn, có cái vân này nó lấy nguồn từ vị trí này đấy. Rồi hy vọng rằng là cái video này sẽ hữu ích cho tất cả các anh em. Thì những cái video lần sau mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các anh em mình cái cách chúng ta chẩn đoán cái hệ thống chuyển tầng nhanh chậm chúng ta nó bị hư hỏng như thế nào ha. Rồi hẹn gặp lại các anh em ở những video lần sau.